Hello, chào các bạn, chào tất cả cô bác của anh chị em đến với kênh YouTube Bay Đón Chim Long. Được biết thì sáng ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Bữa nay thì thứ năm quý vị, chắc đây thì 9 giờ sáng quý vị. Thì vừa qua thì quý vị các bạn cô bác anh chị mình đã xem một cái video bão số 4 đã vào trong đó là Hà Tĩnh quý vị. Thì ngày hôm nay Minh Tuyền sẽ liên tục cập nhật về tình hình bão số 4 cho quý vị các bạn của bác anh chị em mình cùng đón xem. Giờ đây thì mời quý vị các bạn của bác anh chị em mình cùng theo dõi video mới mà mình được cập nhật nha. Ok, chúc quý vị các bạn của bác anh chị em mình xem video vui vẻ và hạnh phúc, và chúc quý vị mình được bình an vô sự mọi miền đất nước. Còn giờ đây thì mời quý vị mình cùng đón xem nha. Thì quý vị mình nhìn trên bầu trời, hiện tại thì bây giờ đang chuyển mưa, mà phải nói là hiện tại thì bây giờ thì ông trời ông đang rất hột quý vị. Ủa ám trời không vậy?